Xin chào các bạn, đã quay trở lại với channel của Hà Nội Computer. Trong video hôm nay, mình đã mang tới một chiếc laptop gaming phải nói là vô cùng hot và được nhiều người quan tâm nhất hiện nay. Đó chính là chiếc laptop Asus ROG Strix K2 phiên bản mới nhất của năm 2019, được trang bị sử dụng card đồ họa là RTX 2060. Và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem là ở chiếc máy này nó có những điểm gì khác biệt và nổi bật so với những chiếc máy ở cùng tầm giá là dưới 50 triệu đồng nhé. Đầu tiên, chắc hẳn vấn đề mọi người quan tâm nhất ở chiếc máy này đó là việc nó được sử dụng card đồ họa cao cấp là Nvidia GeForce RTX 2060, xem là nó sẽ thể hiện như thế nào khi mà chúng ta chơi với những tựa game hot nhất hiện nay. Đi kèm với đó là những cái công nghệ vô cùng tiên tiến, đó là Ray Tracing và DLSS. Với việc mang nguyên mẫu GPU từ desktop thì sức mạnh của 2060 nó được thể hiện khá rõ khi có thể chơi được mượt mà những tựa game esports từ nhẹ nhàng như là Liên Minh, Dota, cho đến nặng đô hơn như là Apex Legends và PUBG. Mức thiết lập mình đều để ở mức cao nên là cái việc tận dụng tần số quét 144Hz nó chưa khả thi lắm. Các bạn nên điều chỉnh các thiết lập xuống thấp hơn, bớt một chút độ chi tiết để bù lại là tận dụng được tần số quét cao của màn hình nhé. Khi test với hai công nghệ Ray Tracing và DLSS thì nó thể hiện rõ nhất qua tựa game Battlefield 5. Nói chung, nếu mà bạn muốn trải nghiệm chơi game với hình ảnh một cách chân thực và đẹp nhất thì có thể sử dụng với hai công nghệ trên. Còn đơn giản hơn, bạn chỉ muốn chơi một cách mượt mà và cho FPS cao thì có thể không dùng đến chúng. Tóm lại là mình thấy chiếc máy này hoàn toàn có thể được coi là một con quái thú trong phân khúc laptop gaming tầm trung cận cao cấp đấy. Về hệ thống làm mát ở chiếc máy này cũng là một điểm mà các bạn nên lưu tâm, bởi vì đó là cái yếu tố ảnh hưởng trực tiếp tới trải nghiệm chơi game mượt mà của mình mà. Với Strix K2 thì nó được trang bị nhiều ống tản nhiệt này, hệ thống quạt kép 12V và các đường ống chống bụi độc quyền. Ngoài ra nó còn có tới 3 mức độ năng lượng CPU, đó là Silent này, Balance và Turbo, và chúng ta có thể tùy chỉnh bằng một cái nút có sẵn ở trên bàn phím như thế này. Khi mà mình dùng nhẹ nhàng lướt web thôi ấy, cùng với chế độ Silent thì âm thanh quạt phải nói là rất nhỏ, có thể nói là yên tĩnh tuyệt đối. Còn lúc chơi game mình test với hai chế độ còn lại thì chế độ Turbo nó cho hiệu năng cao hơn là khoảng 10-15%. Tuy nhiên tiếng quạt phát ra là rất to cũng như là gây ảnh hưởng tới mọi người xung quanh. Thế nên các bạn hãy dựa vào hoàn cảnh để có thể tùy chỉnh cho phù hợp nhé. Một điểm highlight khác ở chiếc máy này đó chính là ở màn hình. Ở đây mình có một màn hình 15,6 inch Full HD. Đầu tiên là về thiết kế nhé. Mình thấy đây phải là một trong những cái màn hình mỏng gọn hiếm hoi so với những chiếc laptop gaming thông thường hiện nay. Bởi vì là cái phần màn hình này nó chỉ dày khoảng 3cm thôi. Về cái phần bề mặt thì màn hình chiếm khoảng gần 80% diện tích rồi, nên là giúp trông viền màn hình rất là mỏng, cũng như là nhìn nhẹ nhàng và vừa mắt vô cùng. Bởi vì là viền đã mỏng như vậy rồi nên là Asus buộc phải đặt cái webcam xuống bên dưới, nhưng mà hơi lệch một chút sang bên phải bởi vì vướng một chiếc logo ROG ở chính giữa. Với cá nhân mình thì mình không thích cái vị trí đặt webcam này cho lắm, bởi vì bạn biết mình là con gái thì từ cái góc này hất lên nó cho góc mặt không được đẹp cho lắm. Vậy thôi, về tấm nền của màn hình thì sử dụng loại tấm nền cao cấp là IPS nên cho màu sắc rất là sống động cũng như là cho góc nhìn rộng. Cùng với đó là những cái thông số rất tuyệt vời như là tần số quét lên tới là 144Hz này và tốc độ phản hồi siêu nhanh là 3ms, cho các bạn có một trải nghiệm chơi game vô cùng mượt mà, đặc biệt là với những tựa game hot nhất hiện nay. Khi mà mình có đo với cả Spider Number Roll, nó cho kết quả là 97% sRGB và 75% Adobe RGB, độ sáng là 310 nit. Kết quả đủ tốt để khiến màn hình của máy xứng đáng là một trong những cái màn hình gaming tốt nhất hiện nay, kể cả là phục vụ cho nhu cầu công việc làm đồ họa nữa. Quay trở lại với cả thiết kế của chiếc máy này thì mình chỉ có một từ, đó là mình rất ưng, bởi vì chiếc máy này là một trong những chiếc máy laptop gaming hiếm hoi mà nhìn nó không bị quá hầm hố, trông vô cùng thanh lịch và nhẹ nhàng. Nó có thiết kế vuông vắn cứng cáp, đặc biệt nhá, mỏng nhẹ hơn rất nhiều so với mặt bằng chung của laptop gaming, bởi vì nó chỉ nặng có 2,4kg mà thôi, tức là tương đương với cả nhiều chiếc laptop thông thường nữa chứ chưa nhắc tới laptop gaming. Mình thấy đây là một cái sự lựa chọn hoàn hảo và cân bằng cho những bạn game thủ nào mà làm công việc văn phòng này hay phải đi công tác phải mang máy theo mình và vẫn muốn dung hòa được cả công việc lẫn giải trí. Bởi vì khi các bạn sử dụng chiếc máy này để làm việc, nhìn nó vẫn rất lịch sự nhã nhặn mà không bị quá hầm hố gaming nào cả. Thế nhưng là bạn đừng có lo nó mất đi cái vẻ mạnh mẽ bình thường ở laptop gaming nhé. Bởi vì chỉ khi mà các bạn mở máy lên và khởi động thì nó lại trở về là một chiếc laptop vô cùng nổi bật với hệ thống LED RGB vô cùng đẹp. Ở mặt trước của máy này thì được làm bằng chất liệu kim loại này bóng bẩy và được che thành hai làn tách biệt, cũng như kèm với đó là một logo ROG to được trang bị LED RGB rất đẹp. Chất liệu này thì cũng là khá dính vân tay đấy, nên là nếu các bạn tay ẩm và sử dụng máy thì hãy để ý lau đi để luôn giữ được cái tính thẩm mỹ của nó nhé. Ở mặt trong thì được làm bằng chất liệu nhựa, nhưng mà build quality thì rất chắc chắn, không hề có một hiện tượng flex chút nào. Ở mặt bàn phím thì được thiết kế nổi bật
Như các bạn có thể thấy ở đây, đó là nó được chia làm hai làn họa tiết khác nhau. Một bên là dạng vân giả carbon và một bên là họa tiết camo này, để kéo lại phần nào sự mạnh mẽ cho máy. Bàn phím có hệ thống LED RGB và một dải LED ở dưới đây thì có thể custom tùy theo ý bạn, rất là đẹp và nổi bật. Một điểm nữa mà mình rất ưng ở chiếc máy này đó là hệ thống cổng kết nối vô cùng đầy đủ. Mình vốn rất là thích những chiếc máy mà có nhiều cổng kết nối để phục vụ cho công việc này. Cũng như nhá, đặc biệt chiếc máy này nó lại được đặt hết ở bên tay trái như thế này, để khi mà chúng ta sử dụng chuột, di chuột ở bên phải thì không hề bị vướng một chút nào. Ở bên trái này thì nó bao gồm cổng sạc này, một cổng mạng LAN, một cổng DisplayPort, một cổng HDMI, hai ổ USB Type-C và một ổ USB Type-A cùng jack cắm tai nghe. Bên phải thì có hệ thống quạt gió, một ổ USB Type-C nữa và một đầu đọc thẻ SD. Quá là đầy đủ luôn ấy. Về bàn phím, nó có thiết kế layout rộng rãi, các phím to và có hành trình sâu. Có thêm 4 nút chức năng khác được đặt riêng ở trên này để các bạn có thể sử dụng dễ dàng. LED RGB là vô cùng nổi bật và bạn có thể tùy chọn theo nhiều phong cách khác nhau. 4 nút WASD quen thuộc cho game thủ thì được làm riêng, thêm màu trắng nổi bật và tạo sự khác biệt. Mình thấy những nút này nó không được sơn hay trang trí gì cả, chỉ đơn giản là để trắng không. Bởi vì mình thấy là các bạn hay nhấn nhiều mà, nên là làm như thế này sẽ tránh được cái việc là mờ nút và chóc sơn. Còn nếu mà bạn không thích nó đơn giản quá thì hoàn toàn có thể thay keycap nhé. Touchpad có diện tích rộng, dùng rất là mượt mà. Một điểm duy nhất mà mình không thích ở cái bàn phím này chỉ là 4 cái nút lên xuống sang như thế này. Thiết kế nó hơi bị lệch một chút so với thông thường nên là mình hay bị ấn nhầm. Âm thanh của laptop này có cả âm pad nữa, đặc biệt loa được bố trí ở nhiều vị trí khác nhau để giúp khuếch tán âm thanh một cách tốt hơn. Máy có CPU 6 nhân Core i7-8750H cho cái hiệu năng cao hơn khoảng 23% so với thế hệ trước. Có sẵn một thanh RAM 16GB, nó cho tốc độ đọc là 1595m/s, còn tốc độ ghi là 1026m/s. Hỗ trợ thêm cả khe cắm tối đa là 32GB. Lúc mình test với Dual Channel với PC Mac 10 cho điểm 5371, Cinepen R15 đa nhiệm cho điểm là 100,78, đều là những cái kết quả vô cùng tốt phải không nào. Về nhiệt độ của máy thì cũng là không quá nóng đâu. Khi mà mình test với cả game ấy, máy nóng nhất cũng chỉ lên trên dưới là 45 độ C ở phần quạt gió này, còn những cái điểm khác là dao động khoảng 30 độ C. Điểm cuối cùng là về thời lượng pin của máy. Máy sử dụng loại pin là loại 4 cell 66W không lớn, thế nên là thời lượng sử dụng cũng không được quá lâu, dùng tối đa là được khoảng 4 tiếng đồng hồ thôi. Thế nhưng mà với laptop gaming thì kết quả này là có thể chấp nhận được rồi. Tổng kết lại, với một mẫu laptop gaming có giá khoảng 46 triệu đồng thì ở đây chúng ta đã có là cạc đồ họa RTX 2060 này, một màn hình 144Hz và tốc độ phản hồi 30ms nên cho toàn bộ quá trình chơi game các bạn rất là mượt mà, hình ảnh thì lại chân thực sống động. Đi cùng với đó là cái thiết kế thanh lịch cũng như là nhỏ gọn hơn so với laptop gaming thông thường, giúp các bạn có thể dễ dàng mang đi lại, thì mình thấy chiếc máy này rất đáng để các bạn đầu tư đấy. Còn với các bạn đã xem video này thì các bạn thấy chiếc máy này như thế nào, hãy để lại comment ở phía dưới cho chúng mình được biết nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.